Rồi, tiếp theo đây thì mình sẽ giới thiệu với cái cặp sản phẩm là hộp giấy có quai sách của mật ong cao nguyên Highland Bee. Thì cái cặp giấy này là gồm hai chai 500 ml, đựng trong một cái hộp giấy có quai sách rất là lịch sự. Thì một số khách hàng mà mua cái này họ làm quà tặng quà biếu thì cũng rất là đẹp. Thì mình sẽ khui cái chai mật hai chai một hộp giấy hai chai 500 ml này ra cho các bạn xem nha. Thì về mẫu mã thì bên ngoài thì bạn thấy cái hộp giấy như thế này. Thiết kế thì cũng có sự nhận diện thương hiệu rất là rõ ràng. Thì về cái phần cái tên cái logo Highland Bee thì chắc chắn là không thể thiếu. Và công dụng thành phần của mật ong nguyên chất, cách sử dụng, rồi công bố chất lượng hạn sử dụng. Rồi khối lượng tịnh thì nó là hai chai, mỗi chai là 700 g, 700 g tương ứng với 500 ml ha. Thì đây. Đây mình cho các bạn xem. Tổng thể đây là một cặp này như thế này, là giá của nó là 260.000 đồng nha các bạn. Một cặp như thế này, gộp cặp như thế, hai chai như thế này, giá rất là mềm, rất là hợp lý, 260.000 đồng. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem ha. À quên giới thiệu cho các bạn nữa, một cái sự nhận diện của Highland Bee đó là có một cái cụm từ mật ong cao nguyên đặc sản Lâm Đồng nha các bạn. Và ngoài ra thì để tránh cái nhận diện nữa là có một cái logo Highland Bee không thể thiếu được ha. Rồi mình sẽ mở ra cho các bạn xem bên trong. Rồi okay. Mình sẽ để cái này cái chai cái hộp nằm đây. Rồi bây giờ đây là sản phẩm của mình. Nào, mình sẽ để cái hộp ra ngoài nha các bạn. Mình sẽ có hộp ra ngoài. Và đây là hai chai mật ong của mình. Thì hai chai mật ong này của mình là mỗi chai là dung tích là 500 ml, hai chai là 1000 ml thì có giá là 260.000 đồng. Thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một cái hộp giấy đôi có quai sách như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên mình xem từng cái chai một. Các bạn xem. Thì chai này làm bằng chất liệu là thủy tinh nha các bạn. Đó. Làm bằng chất liệu thủy tinh. Thì trên đây cũng tích cái logo hàng Việt Nam chất lượng cao và cụm từ mật ong cao nguyên. Bất kỳ những sản phẩm như lúc nãy mình cũng đã từng nói, sản phẩm bên mình luôn có những cái tem của cái tem chống giả ha, luôn gắn những cái tem chống giả trên mỗi sản phẩm của mình, công ty mình. Đều có thông tin doanh nghiệp rất là rõ ràng. Cái logo của nắp cũng có cái chữ Highland Bee luôn. Thì cái sản phẩm này mình pha nước uống hàng ngày, bồi bổ sức khỏe, rồi hoặc là người ta một số kết hợp với bột nghệ hỗ trợ trị đau bao tử rất là tốt. Ha. Rồi ok. Thì trong trường hợp nếu các bạn muốn mua lẻ một chai này thì công ty vẫn bán lẻ là một chai là 130.000. Còn nếu mà mua hai chai là 260 thì các bạn sẽ được tặng theo một cái hộp. Cái hộp này đi kèm. Còn nếu bạn mua lẻ một chai thì không có cái hộp này. Còn trong trường hợp mà bạn mua sỉ thì một thùng của nó là 20 chai này thì nó có sẽ giá rất là mềm. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty vô cái website trực tiếp highlandhoney.net coi cái hệ thống phân phối gần nhất nha các bạn. Rồi, mặt sau để mình nói sao thêm nữa, tất cả sản phẩm của bên mình thì nó đều có cái mã code, mã vạch rõ ràng nha các bạn, hạn sử dụng, ngày sản xuất, rồi khối lượng tịnh, rồi thành phần, công dụng, cách dùng. Đó, đây là cái chai 500 ml, chai thủy tinh. Giá bán lẻ chỉ có 130.000 thôi các bạn. Rồi, mình sẽ giới thiệu tiếp tới một cái sản phẩm mới.